Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft đại dịch nấm ký sinh. Ở tập trước, mình đã có nhiều pha ú tim các bạn ạ. Cũng tại vì là mình không được mạnh vô lắm. Và hôm nay thì mình đã chạy trốn tới một nơi không quá xa cái ổ dịch gần căn cứ cũ mình đâu. Ổ dịch bên kia các bạn. Mình thì núp bên đây, nhưng mà cơ bản chỗ này cũng khá an toàn. Mình rào lại rồi. Bọn chúng muốn vô chắc cũng hơi khó đó. Và mình sẽ ngồi trong này, chuẩn bị nâng cấp thêm đồ ha. Hôm qua hên ghê, lượm được cây kiếm có dòng lifesteal các bạn. Rồi mình tách ra liền và ép vô cây saber. Thế là bây giờ cây saber này lại trở thành một cái vũ khí đắc lực của mình rồi. Và hôm nay kết hợp với cây saber này, mình nghĩ mình sẽ cần có một cái áo giáp xịn hơn. Thế nên mình sẽ nâng cái áo giáp living của mình lên cấp độ 2 các bạn. Ở cấp độ 2 này, nó sẽ cho mình tới tận 20 giáp lận. What the hell? Nhưng mà công thức của nó thì sẽ cần có một cái được gọi là Reconstructed Elytron. Cái này thì làm không quá khó ha. Tại vì bây giờ mình đã săn được rất là nhiều những cái màng cánh của cái con Fayrest đó. Nên là các bạn yên tâm. Giờ mình chỉ cần lấy cái màng của nó. Ủa đâu rồi, cái màng đâu hết trời. À đây đây đây. Thêm cái spin nè. Rồi sau đó thì một ít cái sắt nữa. Đây, cái này. Ok. Ôi trời ơi. Hiện tại mình vẫn còn tàn dư hôm qua các bạn. Điên điên khùn khùn á. Nên là lâu lâu bị khịa khịa một xíu ha. Rồi, mình sẽ làm trước hai cái cánh cho cái cánh cứng nè. Tiếp theo mình sẽ cần có Living Core cũng như là Armor Plate ha. Hai cái này thì lúc nào trong ba lô mình cũng có hết. Mình làm dư ra các bạn để dành chứ không gì hết á. Rồi, và bấm công thức thôi. Yes sir. Cũng quá thuyết, cái này là ảo giác đó các bạn ạ. Biết ngay mà. Bây giờ việc của mình chỉ là lấy cái bàn rèn nè. Cho cái armor plate ở kia vậy. Ê khó chịu nha. À nó cứ khịa mình miết hoài các bạn ạ. Bực thiệt sự luôn. Rồi mình sẽ lấy cái armor plate để chúng ta chuẩn bị nâng cấp lên ha. Cho vô bàn rèn. Cho, ê quên quên cái áo giáp cũ mình đó. Rồi lấy áo giáp cũ mình cho vô. Armor plate cho vô đây. Và cái cánh tan tan. Chúng ta sẽ có được cái áo giáp cấp độ 2 các bạn. Và cái này thì đặc biệt là nó đã kết hợp với cánh cứng, nên là một xíu có thể là chúng ta sẽ lượn được á. Nhưng mà không biết là cái này là kiểu lượn giống như cánh cứng hay là bay tự do luôn thì mình chưa rõ. Phải đi test thử mới biết được các bạn ơi. Thôi test liền luôn cho nóng nha. Giờ trời cũng tối rồi nè. Cầm cái khiên lên. Ok, ra ngoài và thử thôi. Ôi. Rồi. Cái này là nó giống cánh cứng bình thường đó các bạn à. Chứ nó không có khả năng giúp mình bay tự do rồi. Oh my gosh. Những pha rơi từ trên cao xuống thì mình sẽ có thể tẩu thoát xa hơn đó các bạn à. Kiểu kiểu vậy. Ồ, và năng lực trèo tường thì vẫn giữ nguyên á. Cũng khá hay. Rồi, nâng cấp áo giáp xong rồi. Bây giờ, mình tính là mình sẽ nâng cấp thêm. Đó chính là khả năng chống lại những hiệu ứng bất lợi của mình các bạn. Hôm qua mình đã hơi fail một xíu là mình làm cái ba lô bò nè. Nhưng mà nó không có miễn nhiễm được hiệu ứng bất lợi á. Nên là hôm nay mình sẽ làm bét bò luôn cho cẩn thận. Công thức làm bét bò thì cũng không quá khó các bạn. Mình cần hạt than, hạt sắt, kim cương, vàng, cũng như là lúa ha. Mấy cái này trong ba lô mình có hết rồi. Thành thử ra là bấm công thức một cái thôi là chúng ta sẽ có liền bét bò ha. Ui, ở đây nè. Ô ê các bạn thấy không, mấy cái con từ ảo giác á, nó đánh mình hết bị buồn nôn rồi. Ui, cái này có hiệu quả các bạn ơi. Bét bò xịn có khác nhờ. Ngon luôn. Nhưng mà mình còn tham lam hơn cơ. Mình tính làm thêm một bét bò khác các bạn. Bét bò này thì sẽ cho mình khả năng hồi phục nha. Lúc đó khi mà chiến đấu á, mình sẽ đỡ phải ăn cái bánh mì. Nè, cũng rất là tiện lợi nha. Nhưng mà cái thức ăn của bét này thì hơi mắc một xíu. Đó chính là mình cần phải đổi kim cương ra những cái hạt á để cho em này ăn á. Nhưng mà không sao đâu. Tầm này kim cương mình có dư khá nhiều các bạn.
Đó, mặc sức đó cho em ăn luôn á. Còn lúa mì để cho bé bò nè. À, cũng lấy ra một ít luôn. Vừa dừng xíu các bạn ơi. Và để tiết kiệm diện tích á, thì mình sẽ làm thêm cái túi thức ăn cho mấy em bé nữa. Đó, vậy là công đoạn chuẩn bị cho những cái bé của mình cơ bản đã xong rồi. Đã hai em bé đó thôi, mình nghĩ sẽ giúp cho ngày hôm nay của mình trở nên dễ dàng hơn trong công cuộc sinh tồn và chống lại đại dịch ở gần căn cứ cũ của mình ha. Giờ cũng hơi muộn rồi đó, hay là mình sẽ lên đường luôn ta? Tại vì hôm nay mình muốn đó chính là chúng ta sẽ sanh chính với bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh một chặp các bạn. Để coi coi sau khi tăng tiến sức mạnh như vậy thì mình có thể đẩy lùi được đại dịch và trả được tất cả mối thù từ bữa tới giờ hay không ha. Zenless Zone Zero, một tựa game nhập vai hành động đô thị giả tưởng do HoYoVerse, nhà phát triển Genshin Impact cũng như là Honkai Star Rail sản xuất, cho được đa nền tảng từ PC, PS5 cũng như là các thiết bị di động. Zenless Zone Zero lấy bối cảnh thành phố tương lai New Eriu, nơi được coi là tiền đồn cuối cùng của nhân loại chống lại Holo. Bạn sẽ nhập vai vào các proxy để giải cứu thế giới. Trong game, chúng ta sẽ có những màn combat cực kỳ cuốn hút, hành động mãn nhãn cũng như là cơ chế parry hấp dẫn. Tổ đội chiến đấu sẽ gồm có 3 người với những vai trò khác nhau như là cường công, chi viện, kích phá, bất thường, phòng hộ cũng như là nhiều thuộc tính như là lôi, hỏa, vật lý, băng, ether. Chúng ta có thể dựa vào các nguyên tố để khắc chế tương ứng. Âm thanh cũng như là âm nhạc trong game cũng là một điểm cộng nha, bởi vì rất là sống động cũng như là bắt tai. Và một nền đồ họa anime 2D kết hợp với 3D hoạt hình vô cùng là đặc sắc. Và trong phiên bản 1.1 gián điệp R&B, chúng ta sẽ chào đón các nhân vật mới lần lượt là Jen Dui, một nhân vật dị thường hạng S thuộc tính vật lý. Jen có thể tích lũy dòng chảy cuồng nhiệt cho bản thân, khi tích lũy đầy sẽ rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Trong trạng thái này, Jen có tần suất ra đòn cao, nhanh chóng tích lũy thuộc tính dị thường, tạo thành sát thương cực lớn luôn. Chưa hết, trong phiên bản 1.1 gián điệp R&B, người chơi còn có thể du ngoạn New Eriu bằng góc nhìn của Jen Dui để hoàn thành các nhiệm vụ liên quan nha. Tiếp theo là Seth Lowell, là nhân vật phù hộ hạng A thuộc tính điện. Phong cách chiến đấu cool ngầu rất đáng để chúng ta trải nghiệm trong phiên bản 1.1 lần này nhé các bạn. Và hai nhân vật này sẽ ra mắt vào ngày 3 tháng 9. Chưa hết, còn có nhân vật khống chế hệ điện Ren S khác, đó chính là Jin Yi, đã ra mắt vào ngày 14 tháng 8, là một nhân vật có đặc tính khống chế gây choáng cho kẻ địch. Mọi số sát thương choáng của Jin Yi có hiệu lực với tất cả các loại tấn công, cho nên có thể kết hợp hoàn mỹ với đa số các nhân vật khác. Đặc biệt khi kết hợp với nhân vật tiên phong có thêm búp sát thương với kẻ địch ở trạng thái choáng vô cùng mạnh mẽ luôn á. Đồng thời ở phiên bản 1.1 lần này còn có các sự kiện chính và cách chơi mới. Đăng nhập vào game để nhận ngay 10 lượt quay người đại diện và bạn bù miễn phí, sự kiện núi đao biển lửa khiêu chiến boss vượt ải, nhận quà tạo nguyên nâng cấp, rồi tuần lễ vàng Camellia, mini game vượt chướng ngại vật, còn có thử thách làm công việc của nhân viên trị an, bạn có dám thử, và còn mở khóa thêm cốt truyện của Jen Dui, Jin Yi cũng như là Seth nha. Đó, các bạn thấy phiên bản 1.1 gián điệp R&B lần này có hấp dẫn chưa kìa? Còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay Zenless Zone Zero về máy để cùng Lộc trải nghiệm phiên bản mới đầy thú vị lần này nha. Link tải game Lộc có đặt ở bình luận cũng như là mô tả của video nha. Bữa giờ mình nhịn bọn chúng lâu lắm rồi. Trời, what the heck, bữa nay tự nhiên có những cái dịch nhầy nó bảo vệ cái kén rồi các bạn ơi. What the hell. Yêu ơi. Ý, cái gì nữa vậy? Vigil, nó mới mọc luôn kìa. Ôi trời ơi trời. Định lặn xuống hả? Ai cho lặn? Mọc lên rồi định lặn xuống hả? Đâu có dễ. Yêu ơi. Ê. Ủa? Ủa còn sót cái con. Ây, còn sót cái con quái vật nổ các bạn ơi. Ê cẩn thận nha, con này nó nổ tùm lum á các bạn. Đó đó. Ôi da, trời ơi trời. Vừa mới nấu luôn. Nó nổ thẳng mặt mình các bạn ơi. Ê ui. Ui, Umami là con gì nữa. What the heck. Hả, có tới tận hai con ở đây lận. Ê, bắn nó lẹ. Ok, một con rồi. Cũng hên là mình mới sắm được cái nỏ chuyên khắc chế boss, nhưng mà khoan. Hình như bữa nay bọn chúng đã đẩy nhanh cái tốc độ sản sinh ra boss rồi các bạn ơi. Cái gì mà nhiều quá vậy? Ok. Ê, nó bắn nổ. Ủa đó, hên mình né kịp. Trời đất ơi. Ê, trời, giật hết cho mình. À, con kia trước con đó có vẻ yếu rồi các bạn. Ok, còn con này nữa thôi. Khô máu với nó. Ây da. Trời ơi.
Không được, phải giữ khoảng cách các bạn ơi. Trận chiến có vẻ là mình không làm lợi nó đâu. Mình thấy nó cạp ghê lắm. Trời ơi. Ok, xong viên. Ồ mày chui, cái khu này giờ nó tàn lắm rồi các bạn ơi. Cực kỳ tàn luôn á. Rồi lại đây, các ngươi vô đây. Ôi bữa nay ý là mới nâng cấp giáp lên luôn rồi đó. Một con thấu điện muốn làm không lợi bọn này các bạn ơi. Kinh thiệt sự. Ok ok, giờ chắc là chúng ta áp sát dễ hơn rồi đó. Coi coi bọn boss này có thoát lại cái mảnh nào không. Ôi dạ. Umamer này, thử gọn nó liền. Những cái con mà nó tiến hóa thì tốt nhất là chúng ta nên tiêu diệt nó liền các bạn, để tránh cái trường hợp á nó lại tiến hóa thêm một lần nữa, từ đó tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ về sau hơn á các bạn ơi. Ây da, giờ không biết tìm hướng nào vô trong mà nó đỡ dính cái chất nhầy hơn nè. Quá chừng quá đất rồi. Trời ơi. Hướng nào vô ta? À đây, mình thấy góc này có tổ ok nè các bạn. Như trong đó vẫn còn quái. Mà không sao, mình sẽ chịu khó mất máu một tí. Càng vô luôn. À, dân làng với cướp dân làng được hả? Ép riêu. Thử hết các bạn. Từ. Rồi mình dính kịch độc rồi. Giáp vẫn ổn các bạn ơi. Nhưng mà vấn đề bây giờ là mình phải lặn vô trong này nè, để mình tìm kiếm cái con gọi là nguồn cơn của cái ổ này á. Biết là nó núp ở khúc nào nè. Bây giờ tìm nó mình nghĩ hơi bị khó luôn á. Ủa trời ơi. Ê cái này trắng. Ủa đây nó này nè các bạn. Chính nó. Mình đã tìm thấy nó rồi. Nó bị mấy cái chất nhầy này bao quanh các bạn. Ok, mình đã triệt hạ được nó rồi. Ui da, nhưng mà mình đang bị bào mòn rất là nhiều luôn á. Mất máu liên tục các bạn. Để giáp nha. Ui dưới này còn nữa. Ui dưới này còn cái quà bom bành cho ná luôn nè. Ây da, nó biến thành boss rồi. Yêu, mình phải đánh nó liên tục để mình hồi máu rồi. Ê mà nó đánh mình không mất máu luôn. What? Quay bữa nay mình mạnh lắm rồi các bạn ơi. Bọn chúng đánh mình mà mình không mất máu luôn kìa. Ê, mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa rồi. Ủa dạ. Ê, ở đây còn cái quả bom khác hay sao vậy? Ừ đúng rồi. Bị phá luôn. Ê, nó lại triệu hồi robot tiếp. Ây da. Ui, cái này thì khó nha. Con kia nó đã trèo lên cao rồi các bạn. À, ê đây. Ui chỗ nó cạp kìa. Ui. Ui con này đánh thì thốn nha. Ui. Này thì thốn nè. Ok. Thế nhưng bây giờ muốn kiểu như dọn dẹp một cách triệt để á thì mình cần phải có cái cục DCU các bạn ạ. Chứ mình đập thủ công mấy cái này thì rất là lâu luôn á. Nhưng mà ít ra thì bây giờ chỗ này gần như là đã đỡ hơn những ngày trước rồi đó các bạn. Nó sẽ không còn những cái mầm móng và tiếp tục vá những cái kén này lên nữa ha. Đây mình sẽ thử đập nè, để coi xíu nó có vá lại hay không là biết liền rồi các bạn. Ok, ra ngoài cái ha. Đấy, không có dấu hiệu nó vá lại các bạn ạ. Là thành công rồi. Ui nhưng mà các bạn coi hậu quả của nó sau khi mà nó xuất hiện cái đại dịch nấm ở khu vực này nè các bạn. Khủng khiếp thật sự luôn á. Nguyên một cái lãnh thổ rộng lớn ở đây đã bị tàn phá dữ dội rồi. Ây. Trời ơi, cái flash mau. Nó đã xuất hiện ngoài này. Trời đất ơi. Tàn quang là có thật. Ê. Ở dưới kia nữa, con đó nữa. Thử nó liền. Không để cho nó làm chuyện sằng bậy ở đây các bạn. Hiện tại nó chưa tiến hóa dữ thôi. Ít hôm nữa nó tiến hóa dữ lên là nó lại đi kiếm mình rồi nó khịa mình tiếp đó. Yêu. Ui bên kia kìa. Ôi nhưng mà đỡ cái các bạn ơi. Nhà mình. Ủa nhà mình cũng có cây nấm rồi. Yêu. Hả? Cái căn cứ cũ của mình nó đã có cây nấm rồi các bạn ơi. Chưa, khoan. Để mình chạy lại cái ngôi nhà cũ của mình cho đó. Thì mình thấy cái cục tròn tròn giống như cây nấm vậy. Ừ nó chứ gì nữa. Hê. Ơ kìa. Oh no. Căn cứ cũ của mình.
bọn này đi ra. Trời đất ơi, ở trên kia nó còn rớt xuống nữa kìa. Ê, không khác gì cái chỗ mấy farm quái vật gì đó các bạn ơi. Mình sai lầm khi mà xây chỗ này thiệt luôn á. Nước đi này mình không lường trước được các bạn ơi. Trời ơi. Ôi, lết máu ở phía trên nữa. Eo ơi. Từ 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 từ. Mình dọn mấy cái nấm ở dưới này trước cái đó. Mấy cái chỗ này nữa nè. Ok, tạm ổn. Em ngựa mình vẫn chưa dám kêu em lại nữa. Bây giờ em ngựa mình có ổn hay không nữa. Trời ơi. Chưa có hiện thông báo em ngẫm các bạn nên chắc em vẫn ổn á. Thôi. Chỗ này thì chịu khó đập hơi lâu xíu ha. Hơi cứng các bạn. Đập xong đi. Rồi. Ở dưới này. Cái nữa là sao? Trời ơi. Hắc diêm thạch cứng vậy mà nó cũng tàn phá được hay ghê. Ôi cái bọn này. Quá chừng quá đất nó tài rồi. Úi dồi ôi. Chắc mình phải nghe lời các bạn quá à. Là mình sẽ thay hết mấy cái hàng rào sắt này bằng những cái khối thủy tinh cường lực á. Thì may ra căn cứ của mình nó sẽ ok hơn các bạn. Nó không bị phá vỡ á. Chứ để bằng mấy cái loại này nhìn thì có vẻ kiên cố đó. Nhưng mà thực chất không kiên cố lắm đâu các bạn à. Ây da, cái ruộng mình giờ thành cái ruộng trồng nấm ký sinh luôn rồi. Ôi trời. Ê, coi cục này là nguy hiểm nè. Mà mắm tương lai nó phát triển đó các bạn à. Thành những cái kén giống như bên kia vậy đó. Dọn hết cái ruộng luôn đi. Cho dễ phát hiện những cái nấm còn sót này. Ok. Ổn rồi ha. Clear đó. Đã đỡ rồi đó. Còn trên nóc nữa thôi. Mình sẽ lên trên mình thủ tiêu mấy cái flat mount trên đó các bạn. Cũng như mấy cái con vô dân quá này. Dám đứng ở trên căn cứ của mình làm sằng làm bậy. Thích làm gì. Ừ, ở đây còn cái chút xíu nè. Chút xíu ha, thì biến đi chỗ khác liền. Ok, ui, chỗ này còn. Đập liền. Rồi. Tạm ổn á, nhưng mà lác đác vẫn có một vài con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó spawn bên trong các bạn à. Không hiểu kiểu gì luôn á. Trời ơi. Giống như cái chỗ đó, chỗ vui chơi giải trí bọn chúng như trời. Lâu lâu gảnh cái lên trển cái nhảy xuống chơi vậy đó. Hết. Ê, ở dưới lòng đất có mấy con này nữa nè. Usherber. Ây da, trời. Mày đất ơi. Ây da, nó bắn. Con này nó bắn là phát nổ các bạn. Khá là khó chịu đấy. Eo. Toan thật rồi. Trời ơi. Ý là bây giờ mình đã diệt được cái ổ dịch gần nhà rồi đó. Mà còn vậy các bạn. Sao mình nghe ít hôm nữa cái chỗ ở dưới đáy biển á, chỗ đó đó. Nó sẽ thành một cái ổ dịch mới các bạn. Và nó tạo thành một cái kén bự gan vậy. Và căn cứ của mình sẽ nằm bên trong cái kén đó luôn á. Ừ, mình lo vậy á các bạn ơi. Hy vọng không phải vậy nghe. Trời đất ơi. Phải vậy là toan thật luôn á. Từ cái hôm mất cái căn cứ tới giờ, chắc đây là cái bữa mà mình có một cái giấc ngủ ok nhất. Ê, con này không ngủ được các bạn ơi. Có quái vật cái bên. Ra ruộng ngủ đi. Cổ tới vậy luôn á. Ok. Ngủ giấc ở cái căn cứ đã gắn bó với mình một khoảng thời gian hôm ha. Rồi, còn sáng dậy thì chắc là mình sẽ lên trên mình ở các bạn ạ. Chơi dưới này thì cực kỳ khó chịu luôn. Các bạn thấy rồi đó, bọn chúng liên tục làm phiền mình các bạn ạ. Nhưng mà mình hiện tại không còn Ngọc Ender để mình làm cái tổng dịch chuyển mới khó chứ. Lên xuống mà trèo cao quá thì cũng hơi mệt đó các bạn ạ. Ơ chưa, mình nhớ là trong này còn nhiều sách enchant ngon lắm. Vô hạn nè, sửa chữa đúng rồi, sách sửa chữa hôm bữa. Nãy thêm ma lầm luôn đi. Mềm mại đúng rồi, cái quyển mềm mại. Mình phải lấy theo nha, sau này mình cần đó. Nói chung chắc chiếc này về chủ yếu mình lấy đồ rồi mình đi di cư luôn các bạn ơi. Chỗ này hết, để chúng ta sống rồi, coi coi. Khi nào có dịp mình sẽ quay trở lại để mình nhé. Clear đại dịch thôi ha. Kiểu như quét sạch hết những cái tàn dư các bạn ơi. Ok, mình gom cũng được gần đầy cái ba lô nè. Ngon nghẻ đó. Tiếp tục thôi các bạn ơi. Chắc bây giờ phải tạm thời chia tay cái vùng đất này rồi. Dù sao đây cũng đã gắn bó với mình một giai đoạn rất là yên bình ha. Thôi đi thẳng ra biển đi các bạn. Hy vọng hướng này sẽ là một cái khởi đầu mới cho chúng ta ha. Cái cây này mà làm căn cứ là cũng beautiful lắm nha. Ê. Nó hất tới trên mình các bạn. Ê. Cái thanh niên này giỡn với tôi à. Ê.
rơi mà hớt tay trên với mình. À, không chấp nhận được các bạn. Có con mấy con ferret nữa cơ. Ghét không? Định làm gì? Định làm gì ở căn cứ mới của tôi? Định KS hay gì? Này thì KS căn cứ nữa. Có cái căn cứ thôi mà cũng KS nữa. Ừ, mình đã tìm hiểu cái nguyên nhân làm sao mà mình hư giáp nhiều rồi các bạn. Đó chính là cái con Wendigo á. Ừ, mình nên để ý cái con đó nha. Con đó đánh là cực kỳ nguy hiểm luôn. Hình như nó sẽ tước đoạt áo giáp của mình. Ồ. Nên là khi chiến đấu gặp con đó là chúng ta phải thật sự là giữ khoảng cách nha. Rồi, và sau khi clear mấy con đó thì không thấy xuất hiện thêm những con khác ha. Không biết có tin chuẩn chưa nữa. Nhưng mà... Ê, đằng kia là công trình gì vậy? Khoan khoan. Công trình mà có cây đuốc redstone ở phía trên. Ê, sao giống công trình mình đang cần tìm vậy? À không phải, đây là cái tòa tháp mà là căn cứ lúc đầu mình ở luôn á các bạn ạ. Tưởng đâu gặp công trình ngon lành cành đào rồi. Thôi không sao, giờ thì chắc vô không ta? Mình thấy mà ở tạm thì cũng được á. Cũng rất là ngon lành đấy chứ. Ok, ít ra thì nó cũng an toàn hơn là mình không có chỗ nào để đi về ha. Rồi. Ôi trời. Nhưng mà khu này bây giờ cũng nhiều zombie xuất hiện lắm các bạn ơi. Cực nhiều luôn á. Ok, vô trong cảm giác nó cũng khá là yên bình đó. Rồi, ê. Và được cái nó có cái đau xương đen. Lụm luôn. Và rút kinh nghiệm từ lần trước mình không đặt ba lô ra ngoài đâu các bạn. Mình giữ trong người luôn. Khư trong người luôn ha. Chứ dứt ra ngoài xong mình lại mất tiếp á. Hôm bữa biện lần rồi đúng cây luôn. Ê, hay là bây giờ mình nâng hết ba lô mình lên cấp độ cao nhất nha. Mình trên người mình giống như là cái kho di động như đó các bạn. Cũng ok chứ. Rồi check cái rương này coi. Ê, cái này như rương cũng bèo lắm các bạn ơi. Không có gì giá trị đâu. Ok, nói là làm liền. Đặt cái bàn chế tạo xuống nè. Sau đó thì mình sẽ lấy thật là nhiều kim cương ra. Và việc cuối cùng là nâng cấp hết mấy ba lô mình lên ba lô kim cương thôi. Ý giời ơi, ngon luôn hả chứ. Đây thêm hai cái nữa nè. Rồi, ngon nghẽ ngay. Trời, bự thật các bạn ạ. Với tầm này ba lô thì chắc đủ để mình chứa cho tới lúc mà chúng ta tìm được cái cục DCO và đẩy lùi cái đại dịch rồi đó. Tuy nhiên, mình lại ngứa nghề tiếp rồi. Ừ, mình không muốn ở yên một chỗ các bạn. Mình muốn đi khám phá để chúng ta nhanh chóng tìm được cái cục DCO á. Từ đầu tới giờ chưa biết mặt mũi cục đó ra sao luôn. Thôi, đi luôn các bạn. Một cái cửa, ở đây. Giọt lẹ thôi. Hy vọng là hôm nay sẽ là một ngày may mắn nha. Có nhiều bạn cũng muốn mình tìm một cái quyển sách sửa chữa và ép vô cái bộ giáp. Mình thấy đó cũng là một ý kiến hay á nha. Nhưng mà khoan, từ mình coi hồi nãy mình có mấy quyển sách sửa chữa. Hình như là có một thôi á. Ừ, mình có một quyển sách sửa chữa rồi các bạn à. Cũng hơi khó ha. Chắc mình phải tìm một ngôi làng thiệt rồi đó các bạn à. Nhưng mà vô làng thì cũng có cái mặt bất lợi á. Là mình sẽ hơi báo làng một xíu á. Nhưng mà thôi, cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Rồi, ở đây có một cái ngôi nhà vậy nè. Mình cũng chưa rành nữa. Vô thử coi trong này. Ồ. Ê, trong này có băng xanh. Hả? What the hell? Có thuốc tàn hình nè, uống vô là tàn hình luôn các bạn ơi. Uống luôn. Tàn hình. Cho mình tàn hình một bữa coi. Rồi, trong này thì có một ít cái vàng pha thuốc á. Sau này biết cần hay không, lượm trước đi, tính sao. Ôi trời, trong này nhiều slime đó chứ. Băng xanh nữa nè. Ừ, đúng rồi, băng xanh mình hiện tại chưa có các bạn ơi. Nhỡ mà sau này mình có cục DCO mình dùng băng xanh này luôn. Mình không cần ép cái sách mềm mại cũng được. Vậy cũng hay. Ui, đúng lúc hoàng hôn luôn trời. Wow. Hôm nay công nhận nhờ cái việc mà mình nâng cấp áo giáp lên đó các bạn à. Chế tạo thêm những em bé á. Thế nên là chúng ta mới có những giây phút yên bình như vậy. Ôi nhưng mà các bạn có để ý không? Hôm bữa mình cũng có những giây phút yên bình như vậy. Và sau đó là một cái thảm kịch cực kỳ kinh khủng luôn á. Bây giờ hình như là giai đoạn đó hay sao nè các bạn à. Cực kỳ ít quá vật nhiễm nấm ký sinh luôn nha. Ừ bình thường á mình đứng như vậy thôi là Nùi lớp cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh nó bâu lại rồi. Bữa nay không thấy luôn. Nè các bạn coi nè. Là thật các bạn. Bọn chúng yểm rồi. Bọn chúng chuẩn bị tiến hóa nơi sao rồi đó. Yêu. Thôi. Bữa nay ngủ giấc ở ngoài trời cho nó đã cái nơi đi ha. Giờ thì tận hưởng những giây phút yên bình này thôi.
À, chắc mình sẽ tiếp tục đi về hướng đồng bằng. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp được một ngôi làng để chúng ta nhờ giả và tìm cái bác thủ thư. Hy vọng bác ấy sẽ bán cho mình sách sửa chữa và mình sẽ mua thật là nhiều luôn. À, mình coi hầu bao của mình có nhiêu cái đã. Ngọc lục bảo. À hỏi đi. Mình bây giờ là hộ nghèo rồi các bạn. Không biết dân làng có hơi giảm giá cho người có sổ hộ nghèo không trời. Ui giời, ôi gặp làng luôn kìa. Ê, bây giờ mình mạnh lắm các bạn. Giờ có cách mình mua giá rẻ nè. Đó chính là mình sẽ báo làng. Mình sẽ giúp dân làng kiểu như là đánh bại cuộc xâm lược. Và sau đó mình sẽ mua đồ với giá rẻ. Ê, vậy có lầy quá không ta? Ôi, nhưng mà nãy giờ mình săn cướp dân làng cũng được mớ ngọc lục bảo nè. Ngon ấy chứ. Sẵn tiện đây có Alay bị bắt cóc, mình sẽ giải cứu Alay các thứ rồi ha. Ui, golem nữa. Ui dồi ôi, nay Lộc làm người tốt các bạn ơi. Công nhận mạnh mạnh lên mới làm người tốt được. Chứ mỗi khi yếu nhất thầy có làm người tốt đâu. Lo cho mình không à các bạn ơi. Rồi ok, mấy anh được tự do về làng đi nha. Bảo vệ làng cái thứ đâu. Tôi vô tôi báo làng đây, chuẩn bị tiếp tôi nè. Hy vọng là đừng có con quái vật nhiễm nấm ký sinh nào nó kéo theo là được. À, mình cũng có thể tìm thêm cái vật tổ các bạn từ cuộc sống nữa. Đúng rồi. Ê. Hả? Kế bên đây có cái bệnh viện là trung tâm của ổ dịch luôn kìa. Ôi no. Ê, cuộc sống được bên này á. Trời ơi, một mình anh Golem cân hết luôn rồi. Ôi dồi. Ê da. Được rồi ta. Vậy là cuộc sống được chắc đi từ hướng này các bạn ơi. Mà không nghe tiếng còi vậy ta. À đây, đây, tới nơi. Các dân chơi, tới chơi. Đúng rồi anh, đúng rồi. Hết mình luôn, đúng rồi. Hay lắm. Trời, mình với anh này phối hợp hơi bị ăn ý các bạn. Clear cuộc xâm lược chưa đầy 10 giây các bạn ơi. Ảnh hình như cũng hơi thốn thốn hay sao đó. Để mình lấy tắt ra. Có gì mình tiếp ảnh pha ha. À, khỏe ngay. Rồi, tiếp tục nè. Tiêu diệt nó tên này. Ê, chưa thấy cái tên cầm vật tổ ta. Cái tên Evoker các bạn. Mình cần tên đó nhất luôn á. Mà chưa thấy đâu nè. Để coi cuộc xâm lược này có hay không ha. Bữa nay chiêu chiêu thôi. Tính ra bữa nay mới được chiêu á. Ôi trời ơi, mấy tên này cướp bóc không lo. Lo đi bắt bướm mà. Trời đất ơi. Bọn chúng còn chiêu hơn mình nữa các bạn. Mèn đét ư. Bắt bướm các thứ đồ ha. Yêu đời quá ha. Được. Mình thích cái tinh thần yêu đời của mấy thanh niên cướp dân làng này. Ủa, có tên nào chạy trốn như này à? À, định trốn hả? Ui, cuộc xâm lược ngay hướng này luôn. Ui, no. À, định dí dân làng hả? Bước vô đây. Chơi khô máu liền. Dám dí dân làng hả? Đâu có dễ đâu mấy nhóc. Mấy bác yên tâm, tôi là đại ca khu này rồi, tôi bảo kê mấy bác cho. Việc mấy bác là xíu bán đồ giá rẻ cho tôi là được. Ủa, bộ có con nào xuống dưới hay sao ta? Ê, phải không? À không, tại... Ê, có thiệt. Ôi no. Headshot. Ê, trời ơi, mình bắn lộn anh Golem rồi. Ôi no, tôi xin lỗi anh Golem. Từ, bảo vệ dân làng trước cái đã các bạn ơi. Trời đất ơi, Lộc lại làm báo thủ rồi. Đây rồi. Ồ, đây rồi, cuối cùng. Cũng có tên Evoker xuất hiện trong cuộc xâm lược. Yes sir, phải vậy chứ. Càng đông càng khoái nha. Ê. Gì vậy này? Định lén vô hả vậy? Ê anh Golem. Ổn không anh? Ui trời ơi, mình hết sắc rồi. Trời ơi. Hy vọng anh này đừng có hy sinh nha. Mình sẽ cứu anh các bạn ơi, hỗ trợ anh. Hết mình luôn. Còn tên này nữa, tiếp ảnh. Trời, cũng sắp tối rồi, không biết bên kia nãy giờ có con quái vật nhiễm nấm ký sinh nào nó lẻn vô làng hay không nữa. Hơi lo nha. Thôi, trước mắt thì lo sửa bọn này trước đi các bạn. Thôi, vô đây, một mình ta chấm hết. Giờ mình là chùm khu này rồi các bạn. Bọn này là không phải đối thủ mình đâu, các bạn yên tâm. À, tên pháp sư. Định chạy hả? Đâu có dễ, để lại cái vật tổ đây rồi muốn chạy đi đâu đó chạy. Mình sẽ cố gắng gây sự chú ý cho bọn chúng ha. Ơi đây. Một tên pháp sư nữa. Yeah, bọn chúng sẽ không có thời gian vô làng.
Mình thì mặc sức mà xử bọn chúng. Hey. Rồi, ui, còn tên trên này nữa nè. Wow. Còn một tên nữa thôi các bạn, là kết thúc cuộc xâm lược rồi. Ê, kìa. Ủa trời, anh Golem đã hạ cái tên cuối cùng rồi các bạn. Hay. Nhưng mà bây giờ mình kiếm sắt, mình chữa thương cho ảnh cái đó. Eo mình hết sắt rồi. Thôi anh đừng có sung nữa, để tôi được rồi. Trời đất ơi, anh yếu mà anh còn sung lắm rồi mọi người. Nè, coi anh quẩy kìa. Trời ơi, mà nhắc tới Golem, hồi nãy mình có một pha xử lý đi vào cái lòng đất luôn các bạn. Thầy tình. Từ từ mình qua bên đó cái đó. Cái khu vực hồi nãy mà mình lỡ sát hại cái anh Golem á. Ngay đây nè. Thiệt tình mình không có cố ý đâu, mình bắn cái con zombie tiếp ảnh á. Nhưng mà quên là có dòng xuyên thủng các bạn. Thành ra là mình gián tiếp hại ảnh luôn rồi. Nhưng mà chuyện cũng đã lỡ rồi á. Ok. Nhưng mà hên không có cái con quái vật nhiễm nấm nào, nó chui qua làng á. Nhưng mà một xíu nữa thì chưa biết đâu các bạn ơi. Bọn chúng đang âm thầm tiến hóa để cho nên mạnh hơn nữa đó. Chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo đấy. Ủa cái tên nãy đâu rồi trời. Ủa con zombie đâu rồi? Nãy mới thấy zombie đây mà. Eo. Ok. Trời đất ơi, trời. Để làm gì? Tên côn đồ kìa. Còn kia nữa. Hoàng đất ơi. Ngọc lục bảo nãy giờ mình cũng cày được miếng nè. Có cái để xíu chúng ta shopping ha. Ui, có bác này làm việc chăm chỉ quá kìa. Được á, mình thích mấy bác chăm chỉ như vậy. Ok. Tôi sẽ chọn bác. Mình sẽ tạm thời rào lại cái chỗ này các bạn à. Ok, rào gì luôn cho cẩn thận. Bác bỏ nghề này đi, tôi dạy bác nghề khác. Hả? Giờ bác hãy làm một bác thủ thư chuyên nghiệp nào. Bán sách sửa chữa cho tôi nha. Tính ra là cái giáp của mình nó có khả năng tự hồi phục luôn á các bạn ạ. Nhưng mà thiết nghĩ á, mình nên có một quyển sách sửa chữa để tăng cái khả năng hồi phục khi mà chiến đấu hơn. Mỗi khi mà mình hạ gục quái vật á. Chứ không thôi á, mỗi lần chiến đấu mà giáp hư cái mình phải đợi cho nó hồi phục lại rồi mới comeback lại, lúc đó nhỡ đâu nó tiến hóa nó mạnh hơn thì sao. Đấy, mình sẽ bị lỗ cái khoảng thời gian đó. Cho nên là mình thấy cái ý kiến của các bạn khuyên mình nên kiếm sách sửa chữa từ một bác dân làng nào đó, mình thấy cũng rất là ok ha. Rồi, giờ thì chỉ mong là bác này nhanh chóng bán sách sửa chữa thôi. Nãy giờ là thấy toàn bán sách gì đâu không à. Và sau vài ngày, cuối cùng dân làng cũng đã chịu bán cho mình một quyển sách sửa chữa các bạn ạ. Và cái giá mình phải trả cho một quyển sách sửa chữa đó chính là 24 ngọc lục bảo ha. Với cái giá này mình thấy cũng tạm tạm đó, nên là ok. Mình sẽ quyết định mình mua nhiều nhất có thể bằng số ngọc lục bảo mình có trong kho đồ. 1, 2, 3, 4. Chắc đâu đó được cỡ 6 quyển các bạn. Ui, không, được có 5 quyển à. Thôi, vậy cũng đỡ rồi. Ôi. Trời đất ơi, bọn zombie nó tràn vô làng rồi các bạn ơi. Ui không. Nó nấp ở dưới cái rương các bạn ạ. Hy vọng là ổn nha. Ok, có vẻ... Ê, không ổn rồi. Lâu lâu lại xuất hiện những cái cuộc càn quét của những con zombie các bạn. Trời ơi, bác dân làng này sợ quá chạy ra ngoài luôn rồi. Ôi không. Không ổn rồi. Với tình hình này chắc mình phải nhanh chóng... nhanh chóng rời khỏi làng thôi các bạn. Đi tới một chỗ khác thôi, chứ mình ở đây thì càng lâu á sẽ càng nguy hiểm cho dân làng á. Chắc vậy rồi. Ê, rồi. Cái gì đến nó cũng đã đến rồi. Ok, dân làng nó chưa bị lây nhiễm đúng không? Eo, chạy thôi các bạn. Tha cho làng đi. Báo làng như vậy đủ rồi. Nếu một ngày nào đó mình mà có được cái cục DCO á, mình sẽ lập tức qua đây. Rồi mình sẽ diệt trừ mấy cái ổ dịch này liền các bạn ạ. Còn bây giờ thì khả năng mình không có, nên là dân làng thông cảm nghe, không giúp dân làng ngay lập tức được. Rồi, ở xa xa mình thấy hả, có thêm một ngôi làng khác nữa các bạn ơi. Ngôi làng kia cũng bự không kém ngôi làng vừa rồi mình mới ghé qua nha. Nếu vậy thì mình cũng không đi về hướng bên kia được rồi. Ủa sao đằng kia có cái nhà nhìn chiêu vậy? Thế nhìn nó cũng đáng nghi lắm nha. Chắc mình phải bơi thuyền qua bên bển và coi thử như thế nào các bạn.
Ê, có vẻ chỗ này an toàn các bạn, không có quái vật. Hả? Ê, sao chỗ này giống như dành cho mình vậy trời, đang đúng lúc cần đi ngủ luôn á. Tự nhiên có ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, mặc dù nhìn hơi ghê ghê xíu thôi. Nhưng mà không sao, mình đã có thể ngủ qua đêm và còn có ít ngọc lục bảo, cũng như là lúa mang theo nữa nè. À, mà chỗ này đang kiểu như tương đối an toàn nên là mình sẽ tranh thủ set up một cái chỗ để mình nâng cấp đồ đi nha. Đúng, đúng, đúng. Cởi bộ giáp mình ra, lấy những quyển sách sửa chữa ra ha. Rồi, và ép vô thôi các bạn. Một lần như vậy tốn 2 cấp, khá là rẻ nha. Thế nên là ép hết vô luôn nào. Yes sir. Vậy là hôm nay chúng ta đã có luôn một cái set giáp living có dòng sửa chữa nha, tăng cái khả năng hồi phục độ bền các bạn ơi. Tuyệt là vời. À, với cả là mình cũng chưa có cây cúp mềm mại á, nên là mình cũng sẽ tranh thủ làm luôn một cây cúp mềm mại ngay tại đây. Nhỡ một số trường hợp mình cần cái dòng mềm mại á, thì chúng ta có mà dùng luôn hết các bạn. Bấm công thức của cây cúp kim cương trước nè, sau đó chờ vô đây và enchant nó lên. Rồi, có được rồi thì cất vô trong ba lô ha, khi nào cần dùng móc ra liền. Tranh thủ lúc trời còn sớm, chắc là mình sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm cái vùng đất băng giá ha. Nói thiệt á, trong đây cái vùng băng rất là hiếm luôn á các bạn à. Mình đã đi qua rất là nhiều chỗ rồi nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa gặp được cái vùng băng nữa. Và hôm nay mình cũng đã tương đối mạnh nên là mình sẽ kêu người bạn ngựa lại. Ôi trời, ê, em bị mất máu một xíu các bạn ơi. Ui da, lâu quá mới gặp lại em các bạn. Cho em ăn no bụng ha. Trời đất ơi, tội nghiệp không. Rồi, con ngựa đi tìm vùng đất băng giá thôi các bạn ơi. Bữa nay mình mạnh rồi, bảo kê em thôi các bạn. Con nào lén phén lại là ha, mình xơi nó liền. Ê, mà quên ta. Ê, hay là mình làm ê, ê, ở đây có nhóc sói nữa kìa. Ú, mình có xương trong ba lô không nhờ? Hình như không các bạn ơi, mình không có xương trong ba lô. Ui ôi ôi, phải có mình thu phục một vài nhóc sói á. Hơi tiếc, hơi tiếc. Chuyện á là mình tính làm những cái pháo bông các bạn ơi. Mình có cái cánh ép vào cái áo giáp nè, nên là mình có pháo bông á, mình có thể dùng để bay lượn trên trời cũng được. Cũng là ý kiến hay á nha. Ở đây mình thấy có mía. Ok, mình sẽ hái ít mía đi ha. Rồi, ăn luôn. Mang theo, mang theo. Ê, thuốc súng mình cũng có nữa nè. Vậy thì chần chờ gì nữa mà không làm liền một ít cái pháo bông nha. Loại thường thường thôi, cho nó rẻ ha. Ê, được 27 cái nè. Test cái coi. Ôi da. Quá đã luôn các bạn ơi. Let's go. Ui, cái này hình như bay nhanh hơn cái cánh cứng bình thường hay sao á. Uầy, đúng là cánh VIP có khác nhờ. Được ấy chứ. Ê, từ từ, mình cần phải kêu ngựa lại. À đây đây, em ở đây các bạn. Rồi, đi tiếp thôi các bạn. Khi nào mà cấp bách thì mình mới dùng cái biện pháp là bay ha. Ui mà giờ cũng hơi lầy á. Nếu mà mình bay là mình phải bỏ em ngựa lại các bạn. Nhưng mà mình cũng không mong là xảy ra cái trường hợp đó đâu. Rồi, băng qua hết cánh rừng này coi coi chúng ta có gặp được cái gì đó mới mẻ hay không á. Biết đâu bất ngờ. Trước mặt mình. Hả? Công trình đó nó có nấm ký sinh ở phía trên. What the hell? Từ từ. Mình nghĩ là mình vô công trình đó cũng hơi lâu đó các bạn. Cho nên là cho em ngựa xuống dưới là một cách để bảo vệ em á. À quên, cũng cắm đuốc đàng hoàng cho em chứ. Đâu, giờ thì mình sẽ an tâm vô trong hơn đó các bạn. Ở trên này nó có những cái lá cờ. Cái kiến trúc này sao nhìn giống cái nhà thờ vậy ta. Không biết phải nhà thờ hay không nữa. Ê, đúng rồi kìa, có hình thánh giá kìa. Hả? Nhà thờ hả? Một khu vực nhà thờ nhưng mà bị nấm ký sinh nó xâm chiếm rồi các bạn ạ. Ew. Ở phía bên trong nhà thờ kìa các bạn, có cỡ nấm mọc tràn lan luôn. Nhưng mà nhìn cái nhà thờ này còn mới lắm các bạn ạ. Không có dấu vết gì là kiểu như bị tàn phá dữ ha. Chỉ có điều nấm nó mọc hơi dữ thôi à. Mọi thứ nhìn gần như là mới luôn á. Dạ. Để mình tìm cổng rồi đó. À đây cái cổng nè, chui vô. Trong này thì có bẫy không vậy? Trước mắt là không thấy bẫy. Nè, cục giãn nè. Ui trời trời trời, mình lỡ đập rồi. Ê. À phía sau nó còn đường.
Tưởng đâu cái phòng bí mật chứ. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Oh my god. Amen, amen. Ây, ây, ây. Ui. Càng rồi các bạn ơi, mình đã bắt đầu phát hiện ra thêm nhiều thứ dữ dằn hơn về cái đại dịch này rồi các bạn ạ. Chắc sắp tới chúng ta phải tìm hiểu cái nguồn gốc nơi bắt đầu, cũng như là cái nguyên nhân mà nó bùng phát á. Ừ, chúng ta đang dần biết thêm nhiều thông tin về cái đại dịch này đó các bạn ạ. Đây là một trong những công trình mà đại dịch nấm này đã càng qua nè. What? Ở dưới tầng hầm này, có rương hả? Oh, cũng có đồ các bạn ạ. Đồ cái chứ. Đồ gì khác không? Thì có mấy cục này. Mình nghĩ là mình nên dọn dẹp luôn các bạn. Ok. Chỗ này thì sao? Ê, hình như đây giống như là cái khu vực nhà xác gì đó các bạn. Ôi sao mình nhìn nó cứ kinh dị kiểu gì đó. Hình như đây là tên của những cái người đã xấu số bị nhiễm nấm ký sinh đó các bạn. Không biết mình nghĩ có đúng hay không nữa. Ê, một cái căn phòng bí mật. Oh my god, ở đây cũng có căn phòng bí mật gì nữa kìa. Yêu, hình như trong này còn có nhiều nạn nhân khác nữa các bạn ơi. Trời đất ơi, rất nhiều luôn. What the. Đủ hiểu cái đại dịch này nó nguy hiểm tới mức nào rồi đó các bạn ạ. Ủa, nhưng mà khoan, các bạn có thấy lạ không? Tại sao ở đây lại có cái vạc như vậy? Lại thêm một cái tầng hầm bí mật khác. Ui dồi. Ê, gọi luôn gớt vàng xuống dưới luôn rồi. Eo, không xuống không được các bạn ơi. Bắt buộc mình phải xuống rồi đó. Ok, xuống luôn. Lại thêm một căn phòng bí mật khác. Và có vẻ dưới này nó còn nhiều thứ bí ẩn lắm đây. Dạ. Nhưng trước hết để mình cất bớt đồ vô trong cái đó. Trong này cho cũng khá khá đồ á. Rồi, dọn nốt mấy cái nấm để xíu mình đỡ phải đụng hơn á. Ui, hình như mình mới dọn chúng cái bẫy hay sao á. Ừ, như đây có 7 các bạn ơi. Trời ơi, làm tầng hầm mà còn làm 7 nữa. Hên nãy giờ mình chưa động vô cái kích hoạt 7 nữa. Không thôi chắc nãy giờ mình cũng mệt mỏi rồi. Ủa khu vực này khu vực gì ta? Tế đàn hả? Hình như người ta dùng biện pháp tâm linh để người ta muốn đẩy lùi cái đại dịch nấm ký sinh này các bạn ạ. Mình thấy đây giống như là một cái chỗ tế đàn nè. Các bạn có thấy vậy không? Trong rương thì vẫn có những cái món đồ giống như hồi nãy tới giờ ha. Ủa bên này thì có rất nhiều mũi tên luôn. Được, mũi tên là thứ mình rất là cần ha. Lấy luôn. Nè, ở đây mà mình ngước lên các bạn, mình sẽ thấy hình thánh giá các bạn ơi. Ôi sao mình nghe dưới này là có. À không, không có. Ở đâu có tầng hầm bí mật nữa chứ. Trong đây thì có những cái chậu ha. Ui, thôi sao mồi. Mình lỡ đập chậu rồi các bạn ơi. Ừ, trên này chưa. Để coi coi có ghi gì không. Ủa đây người ta ghi cái gì á, mình không có hiểu được các bạn à. Hic aset unus atos in oru belletarum vi vere in atenum. Đó, người ta ghi vậy đó. Mình thì mình không hiểu lắm á. Bạn nào hiểu có thể dịch hộ giùm mình cái dòng này ha. Chắc là những cái lời cầu nguyện của người ta á. Ừ, mình đoán vậy. Ủa sao nghĩ đây nó mở ra cái cánh cửa bí mật khác quá các bạn à. Nói là. Ủa đâu có 7 gì đâu. Ừ chắc tại mình đang nghi các bạn à. Bây giờ chắc mình sẽ trèo lên trên ha. Ở dưới quá là ghê rợn các bạn ơi. Yêu ơi. Ôi mình nghe tiếng con gì ở ngoài vậy. Ê quá giật nhiễm nấm ký sinh hay sao á. Đúng không vậy? Heo. Ê chưa, từ từ, ở đây còn sót. Giống lắm nha, cái tiếng này quen lắm. Mình sẽ ra ngoài coi thử.
Dạ, từ từ, cẩn thận. Ừ, chứ gì nữa. Ê trời, nãy giờ mình không đóng cửa à, trời đất ơi. Lộc báo thủ rồi. Yêu ơi, bữa nay Lộc đã dừng chân tại một khu vực mà mình nghĩ là một trong những chỗ đầu tiên mà đại dịch nấm này nó cạn quá các bạn ạ. À. Ê, mình phát hiện ở trên nó vẫn còn nhiều điều bí mật nha. Và liệu rằng sắp tới Lộc có tìm ra được cái nguồn cơn của cái đại dịch nấm này hay không? Câu trả lời sẽ sớm có những tập tiếp theo. Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày mà tương đối là ít ân hành các bạn ạ. À. Mới thấy một ngày mà mình đỡ ân hành từ bữa tới giờ á. Hy vọng những ngày kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục phát huy ha. Và bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lockroot hay là Unitalet thì có thể ghé qua shop của Lộc, link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.